À, chào chú. Chè ngon nhỉ? Ngày bán bao cốc ấy. Mà bao giờ chú về ấy? Ngày tôi bán cũng bình thường thôi. Tiếng nữa tôi về. Ê, chú làm cốc nhá. Thôi. Tôi không uống đâu, tôi xin phép, tôi đi trước nhá. Tôm, lại bố bảo. Dạ. Bố để ý cái thằng này lâu lắm rồi. Ngày nào nó cũng qua đây hỏi xem là chè như thế nào, bán được bao nhiêu. Nhưng mà quan trọng ấy là nó hỏi là mấy giờ bố về. Bây giờ như thế này nhá, con đi theo dõi nó đi, để xem là nó có tranh giành địa bàn của mình hay không. Vâng ạ. A few moments later. Ui bố ơi, bố. Sao rồi? Dạ, con theo sát lắm rồi ạ. Theo về tận nhà mình, theo về tận giường mình luôn ạ. Nó vào nhà mình lên giường làm gì? Thì thằng ấy nó không có ý định tranh giành địa bàn bán trà đá với bố, nhưng mà nó có ý định tranh giường ngủ của bố đấy ạ. Tranh giường ngủ của bố đấy ạ. Anh ơi, anh có chạy xe không anh? Ôi, thằng Tôm, sao mày lại ở đây hả? Bố. Tao đi khám bệnh xong tiện thể tao đi tìm mày luôn. Ở làng, ở quê người ta đồn là gì? Là mày có xe sang, có biệt thự, xong rồi mày lại làm giám đốc. Đốc ở đâu ra hả? Đốc ở đâu mà mày không gửi cho tao 1.000 nào là sao hả? Thằng bất hiếu. Thôi. Việc gì mày nói bé? Lấy đâu ra nhà, lấy đâu ra xe? Xe nhà của người ta, còn đến cứ chụp trộm, quần áo còn đi thuê này. Thế là như thế nào? Thì đầu năm nay con chút tham gia cái hội doanh nhân nghìn tỷ mà mãi chả đi ra được nghìn nào. Bây giờ phông bạc một tí để xem có kêu gọi những ai vào nữa không thì gỡ ít vốn mà. À, thế là hóa ra là mày đi lừa đảo. Không phải lừa đảo. Thôi, thế này đi, bây giờ tao đói rồi, mày cho tao sang bên kia ăn tạm cái gì đi. Làm gì có tiền mà ăn, bố có tiền bố đãi con. À, xin lỗi, tôi nhận nhầm con. À, con tôi bên kia. À, con ơi. Bố. Ui, bố đây rồi. Bố ơi, thầy giáo con lại muốn được bố ạ. Sao, có chuyện gì? Mày lại đánh nhau đúng không? Con không đánh nhau ạ, con chỉ giơ tay phát biểu trong lớp thôi ạ. Hôm nay phát biểu như nào? Dạ, thì hôm nay là cô Đoàn dự giờ đến lớp ạ. Thầy giáo cho lên một cái dãy chữ bắt con phải ghép thành một cái câu có nghĩa. Dạ, cái chữ nó là không mày thầy đố nên làm ạ. Câu này hay, câu này dễ đấy. Thế xong con trả lời thế nào? Dạ, thưa bố là con xung phong, rất tự tin, trả lời to rõ ràng là Làm thầy mày không nên đố. Dồi ôi, thằng lui mày tốt cơm tốn gạo. Tại sao cậu lại xin vào đây nhỉ? Dạ, báo cáo anh là tại vì các công ty khác là không công ty nào dám nhận em nữa. Tại sao? Em thì hay là lú lẫn hay là hay để nhầm đồ công ty ạ. Cụ thể là như thế nào? Dạ, cụ thể nó là tiền thu về thay vì phải đưa vào trong két sắt của công ty thì em lại đút túi mang về nhà. Ôi ơi, bảo sao không có công ty nào nhận cậu. Bản thân tôi ấy, cái công ty này của tôi cũng không bao giờ nhận cậu hiểu chưa? Anh ơi, anh bình tĩnh ạ. Thì thoảng em còn có cái tính đấy là chia những cái đồ của mình cầm nhầm cho những đồng nghiệp khác. Mà nói có sắc mắt có chứng nhá. Anh có vợ chưa? Tôi có vợ rồi. Em mới cầm nhầm cái này với công ty cũ. Biếu anh. Thằng đấy khá nhỉ? Dạ. Anh xin nhá. Vâng. Thế mai đi làm luôn nhá. Đấy, tao vui vẻ. Anh tặng sinh nhật em. Xin. Vậy là năm nay em đủ 18 tuổi rồi đấy. Buồn thế. Sao thế? Thì em đủ 18 tuổi, em tốt nghiệp cấp 3, em phải sang Hàn du học rồi. Em đi lâu không? 3 năm cơ. 3 năm á? Thôi được rồi, em cứ yên tâm đi học, anh sẽ ở nhà chờ em. Yên tin anh nhá. Em tin anh mà, em tính đủ cả rồi. Là như nào nhỉ? Thì em bảo với công an anh sảm sợ em. Thôi, anh chịu khó ngồi tù mấy năm, đẩy bể nhá. Em điên à? Chào anh, tôi là công an. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo, mời anh về đồn làm việc. Ôi, mời em về đồn. Mời em về nhá. Yến này, Yến làm người yêu Tôm nhá. Yêu Tôm thì Yến được cái gì? Được gì á? Yến nhìn cả cái bãi xe này xem, một tay Tôm làm ra cả đấy. Mỗi con xương xương vài chục tỷ bộ. Thế Yến là sao? À, dạ vâng nhỉ. Yêu tin nhỉ. Dạ. Xe của chú rửa xong chưa nhỉ? Dạ, xe của chú rửa xong rồi ạ. À, thế bao tiền chú gửi? 2 lít ạ. 2 lít à? Vâng. Này, chú gửi nhá. Cảm ơn chú ạ. Thế này là thế nào? Thì rửa xe như thế nào? Lừa thôi à? Lừa đâu, một tay anh rửa thật mà. Chết đi. Ôi, này. Yến ơi. Tôi giám đốc, chìa khóa của giám đốc kìa. Có thế chứ, con gái bây giờ ấy, tầm nhìn ngắn. Ăn cái gì? Thưa bố Nguyễn giám đốc, bố đi rửa xe cho tôi nhờ. Bố đi rửa xe cho tôi nhờ. Dạ vâng ạ. Suốt ngày xem TikTok.
Chào cậu. Tôi đã xem hồ sơ của cậu rồi. Hồ sơ rất là tốt. Nhưng mà tôi có một điều thắc mắc. Tôi muốn hỏi cậu là tại sao cậu lại muốn xin vào công ty của tôi? Vì muốn làm phó giám đốc. Rất là tốt. Tôi lại rất thích những người trẻ tài năng và táo bạo như cậu. Mức lương của cậu mong muốn là bao nhiêu nhỉ? Thường xương 100 triệu. Tôi đồng ý vì tôi nghĩ cậu là một người trẻ rất là tài năng. Không, nhưng mà ý tôi nó là 100 triệu một ngày cơ sếp ạ. 100 triệu một ngày? Thôi được rồi, tôi thấy cái trường hợp của cậu là một cái tài năng cần được phát triển. Tôi đồng ý. Thế thì từ ngày mai cậu có thể đi làm luôn được không? Đi làm thì còn phải tùy hứng cơ. Thôi được rồi, đồng ý với ý kiến của cậu. Thế thì cậu muốn như thế nào thì muốn. Thì, từ ngày mai tôi sẽ trả lương cho cậu đầy đủ nhá. Thế là xong rồi không ạ? Xong rồi. Dạ, thế con cảm ơn bố ạ. Nói cho từ nãy rồi. Đi về đi nhá, còn mới chẳng cái. Alo ạ, dạ vâng, cảm ơn cô giáo ạ. Thằng Tôm, hôm nay đi học như thế nào mà để được 2 điểm văn là sao? Hả? Mày thích chết không? Mẹ ơi. Thôi, ông cứ từ từ dạy con, nó bình tĩnh. Bà ngồi im đi, tôi dạy con. Thằng Tôm, đọc cái bài văn lên xem như thế nào. Dạ vâng ạ, thưa bố mẹ là đề bài em hãy tả cô giáo của em. Cô giáo của em là một người cực kỳ xinh gái ạ. Đúng mà. Cô có môi đỏ, mắt to, lông mày rậm, tóc đen. Đọc tiếp. Vâng ạ. Bố em hay bảo là bông bưởi của cô giáo rất ngon. Bông bưởi của cô giáo rất ngon. Ước gì nó là của mình, không giống con sư tử cái ở nhà. Này này, ai dạy mày? Ai dạy mày hả? Thì bố nói như thế mà. Thật điều. Á, ông đứng lại với tôi. Này, bố không đánh con nữa à?